Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ly Đạt Gia Minh. Thì đúng như mỗi ngày Đạt đi làm về là mình dành thời gian mình làm YouTube. Thì trên kênh The Lim Risker, trên kênh Ly Đạt Gia Minh, thì mình hôm nay mình làm một video clip về The Lim Risker. Thì một bạn đã gửi cho mình một bạn mốt gọi là huyền thoại Brazil, bạn ấy là tên Oppo Gross. Thì anh Đạt ơi, làm video clip về huyền thoại Brazil cho thú vị, thì mình cũng lấy cảm hứng từ bạn đó, mình làm một video cho mọi người xem. Thì hôm nay huyền thoại Brazil sẽ đá với đội online như thế nào, quý vị và các bạn chờ xem nhé. Mình vào đá online. Thì trước khi đá online thì mình nói luôn, mình đá online không được hay, nhưng mà sự động viên và cái khích lệ của anh em đã giúp cho Đạt làm nhiều video hay hơn, giúp cho quý vị và các bạn xem nhiều thú vị hơn. Thì mình chờ vào online bắt đầu. Thì khi đá online, quý vị và các bạn biết rồi đấy, thắng thua không quan trọng, nhưng mà sợ đội bạn đã thoát ra ngoài. Vì thứ nhất là mạng, thứ hai là do mình thắng quá nhiều, thứ ba là công việc của họ, nên mình sẽ tôn trọng họ, quyết định của họ. Vì họ thoát ra ngoài là có mục đích riêng của họ, nên chi anh em thông cảm. Thì nếu như họ thoát ra ngoài thì mình giao lưu một xí rồi mình là kết thúc video. Thì đội bạn hôm nay là mình gặp đội bạn một đội nước ngoài cũng chơi 4-3-3. Thì trước khi vào trận đấu ngẫu hứng như thế nào, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ cho kênh của Đạt, để Đạt có động lực Đạt làm nhiều video hay hơn nhé. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, chúng ta bước vào trận đấu. Người vừa chuyền bóng là Pele. Costa. Rivaldo đang có bóng, không được. Không vào, bóng vừa đập vào xà ngang. Một pha dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo đội bạn. Đi đà phát bóng lên. Rivaldo. Không được. Một pha dứt điểm hơi cẩn thận, nhưng hậu vệ đội bạn đã khất. Vào rồi. Đội bạn vừa mở tỷ số, người vợ tỷ số là Michel Lugaka. Huyền thoại Brazil là một thời bóng đá của đội Brazil. Vào. Và Ronaldo đã gỡ hòa cho đội tuyển Brazil. Một pha kết thúc lạnh lùng và một pha đi bóng cũng mẫu mực. Một thời của người ngoài hành tinh, Ronaldo. Jameson. Paulinho. Chuyền bóng cho Rivaldo. Không được, Rivaldo hơi chậm trong pha bóng vừa rồi. Silva. Đi đà. Không được. Nhưng đội bạn đã rơi vào thế việt vị. Dalino. Dalino chuyền bóng cho Ronaldo khá sâu. Không được, Đi Đà đã văng ra kịp thời. Hiện tại phút thứ 35 của trận đấu, tỷ số vẫn là 1-1. Rất tốt. Trung vệ thép một thời của đội tuyển Brazil vừa đoạt được bóng. Không được. Ronaldinho chọc khe cho Ronaldo nhưng không thành công. Và hiệp 1 được bù giờ 2 phút.
Oluga, Dylanov, các bóng. Ui, sai lầm của Dida. Và đội bạn đã nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số hiện tại là 1-2 nghiêng về đội Brazil. The Dream League Soccer Online. Không sao, thắng thua không nói trước, nhưng mà mình cống hiến hết mình là ok. Mình cho Mira vào cho Jim. Vậy là được rồi. Không cần thiết đổi đội hình. Đã hay giờ là cho người điều khiển. Mình chỉ quý vị và các bạn nhớ ủng hộ kênh của Lê Đạt Camin để có động lực ra một bản một nhiều bản bốt hay cho quý vị và các bạn xem. Paulinho, Rivaldo. Không được, Rivaldo khá chần chừ. Dylanô đá. Không vào. Không được. Người vừa bỏ bóng là Ronaldo. Costa. Ronaldo. Và tỷ số đã được cân bằng 2 điều. Người ngoài hành tinh Ronaldo vừa ghi bàn và một cục cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Silva, David, đội bóng bạn cũng phát triển bóng rất thuần thục. Ronaldo lùi về khá sâu để hậu vệ. Không được rồi. Và tỷ số 3-2. Lucas Wewitt đã nâng tỷ số lên 3-2 cho cầu thủ Dream League Soccer Online. Quá sâu. Và băng tốc của Ronaldo, người ngoài hành tinh không kịp. Pele. Costa. Vào rồi. Tiền vệ trung tâm Costa vừa nâng tỷ số lên 3 điều. Rất hay, một trận đấu rất gọi là quả cảm giữa hai đội sự vượt đội tỷ số qua lại. Đội bảng cũng khá hay, phút 76 của trận đấu và tỷ số là 3 điều nghiêng về hai đội. The Dream League Soccer và huyền thoại Brazil. Miranda vừa cắt được bóng. Costa, Ronaldo. Ronaldo cho khe cho Rivaldo. Ôi biên lên tí rồi. Đội bạn chơi khá xấu trong tình huống vừa rồi. Và chúng ta đang rút thẻ vàng cho hậu vệ đội bạn. Liệu Pele có nâng tỷ số lên 4-3 hay không? Không vào. Vua bóng đá Pele đã bỏ lỡ cơ hội quả penalty ngày hôm nay. Không được. Paulinho đã đánh đầu nhưng quả bóng đã chạy cục dọc. Phút thứ 85 vòng đấu. Hiện tại tỷ số là 3 điều. Ui, phút cuối cùng. Và đúng là như vậy. Pele không ghi bàn thì đội bạn điền ghi bàn. Bóng đá không nói trước được điều gì. Chính xác là như vậy. Ronaldo. Đội bạn vừa phá bóng lên. Liệu không được. Khúc 2 phút bù giờ cho trận đấu ngày hôm nay. Liệu huyền thoại Brazil có nâng được tỷ số lên 4 điều hay không? Và chúng ta đã kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Thì một kết quả được đội tỷ số rất ngoạn mục, nhưng thắng thua là do sự may mắn của đội bạn. Nên chỉ huyền thoại Brazil hôm nay đã thua tỷ số 4-3. Thì kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn nhớ đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh của Lê Đạt Gaming ngày càng phát triển.
Xin chân thành cảm ơn.